JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Tiếp tục lên đường một cấu hình hơn 30 triệu cho anh Nông Văn Đại. Anh Nông Văn Đại. Hiện tại em đo bản đồ km lên nhà anh đấy quá xa, đến hơn 200 km. Là em sẽ tìm nhà xe gửi cho anh và sẽ hỗ trợ lên tận bến xe Thái Nguyên để gửi xe cho anh gần nhất, về tới nhà anh gần nhất để anh nhận hàng cho là tiện. Ở cấu hình này thì như em cũng nói, một cặp G1000 này, xúc 2012 đẩy D500 vàng của VWood này. Em cứ đóng cửa vào đi. Mic nâng tiếng chọn bộ này là đủ, đầy đủ hết rồi đấy. Bộ này là nó dòng gỗ VIP rồi đấy. Hiện tại bên showroom chúng em có xe hỗ trợ chở hàng cũng như là lắp đặt tại nhà các anh em bán kính 60 km. Ngoài 60 km các anh em muốn nhận hàng luôn thì có thể hỗ trợ thêm cái phí đi đường, chúng em sẽ cho kỹ thuật lên tận nhà bàn giao trong ngày cho các anh em. Cấu hình combo hôm nay thời tiết Hà Nội bắt đầu gió mùa về đấy, các anh em ra đường lưu ý cho em nhé. Tầm này bắt đầu nó đổ về đấy, hơi xe lạnh rồi, thời tiết lạnh rồi. Còn chờ đợi gì nữa, không mua cho mình một cấu hình combo karaoke để ở nhà để nghêu ngao vài ba ca khúc mình yêu thích nhỉ. Xin chào tạm biệt các anh em nhé, hẹn gặp lại các anh em vào những video clip tiếp theo. Video này, cái bộ combo này em lên cho anh Nông Quang Đại lên rất nhiều rồi, khá là lâu rồi. Đây là video là báo cho anh hôm em đã bắt đầu gửi hàng đấy. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh nhé. JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin.